đề xuất thuế bảo vệ môi trường đối với các loại bao bì. Thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản thông qua hoạt động văn hóa. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng Toàn dân tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng Toàn dân năm 2022, phương hướng năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng Toàn dân chủ trì hội nghị. Năm 2022, Tạp chí Quốc phòng Toàn dân luôn tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ vai trò chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Nổi bật là công tác nghiên cứu, biên tập tạp chí đã bám sát kế hoạch định hướng, chất lượng các bài viết được giữ vững trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Tạp chí tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng bài về đấu tranh chống quan điểm thù địch sai trái trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Năm 2023 và thời gian tới, tạp chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động quân sự quốc phòng của các đơn vị trong toàn quân và ở các bộ ngành trung ương, địa phương, nâng cao chất lượng tin bài trong các ấn phẩm, không những của độc giả trong quân đội mà cả của ngoài quân đội. Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng mới chỉ đạt 6,55% kế hoạch năm 2023. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 6,97%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 2, có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10%. Một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao, gồm Điện Biên, Tiền Giang, Lâm Đồng. Ngoài ra, có 50 trên 52 bộ và 19 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%, trong đó có 44 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn. Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2 năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để giải ngân kế hoạch vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Để có kết quả giải ngân tốt, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, khẩn trương hướng dẫn và tổng hợp chung nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng ngân sách trung ương sang năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, sớm trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các dự án để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc chương trình. Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính đề nghị phải thực hiện đôn đốc, phân bổ, nhập dự toán TATMIS và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Bộ Tư pháp đang chuẩn bị dự thảo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 này. Trong đó, một trong những định hướng sửa đổi đáng chú ý là mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Ngoài túi ni lông đang thuộc diện chịu thuế, sẽ bổ sung hộp nhựa xốp đóng gói chứa đựng thực phẩm vào diện chịu thuế. Khung thuế bảo vệ môi trường đối với các loại bao bì này dự kiến tương đương với mức thu thuế môi trường của các nước. Mục đích là nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, hộp nhựa xốp, cũng như chưa khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế. Hiện Anh đang áp dụng mức thuế 5 penny một túi, tương đương 1.400 đồng một túi. Ireland là 22 cent một túi, tương đương mức 6.600 đồng một túi. Hồng Kông Trung Quốc 50 cent một túi, tương đương với mức 1.500 đồng một túi. Tổng cục thuế vừa cho biết tính đến cuối tháng 2 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn, trong đó 808 triệu hóa đơn điện tử có mã và 2,2 tỷ hóa đơn điện tử không mã. Tính đến ngày 21 tháng 2, đã có hơn 2.900 doanh nghiệp, hộ, cá nhân, kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 74% kế hoạch giai đoạn 1. Về quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tính đến ngày 17 tháng 2, đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Tổng số thu lũy kế từ vận hành cổng đến nay đạt 3.700 tỷ đồng.
Cũng theo Tổng cục Thuế, cổng thông tin thương mại điện tử trong nước vận hành ổn định, tiếp nhận chính xác dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Tính đến cuối tháng 2 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn. Hiện nay trong quản lý thị trường xăng dầu vẫn tồn tại nhiều bất cập từ chính sách đến thực tiễn. Điều này đã khiến cho tình trạng găm hàng, thiếu xăng dầu trong nước, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân vẫn xảy ra tại một số nơi. Điều quan trọng hiện nay đó là tăng cường hơn nữa giải pháp bình ổn, sửa đổi chính sách không phù hợp và quản lý hiệu quả hơn thị trường xăng dầu. Một trong những vấn đề gây ảnh hưởng đến công tác quản lý xăng dầu, đó chính là tình trạng nhập lậu xăng dầu. Nhiều đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn sản xuất xăng dầu giả đã bị các lực lượng chức năng triệt phá. Một số chuyên gia lo ngại, việc khó kiểm soát vấn đề này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Thêm vào đó là những bất cập trong quản lý xác định giá xăng cơ sở cũng khiến thị trường nhiều biến động khó kiểm soát. Đến bao giờ thì sửa cái nghị định 95 này? Và khi sửa thì có giải quyết được các vấn đề bất cập này hay không? Nhân dân, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang trông chờ vào cái ban hành chính sách này. Với tất cả những cái khó khăn như các đồng chí đã nêu thì chúng tôi chỉ đặt vấn đề cái trách nhiệm quản lý nhà nước thì chúng ta có khắc phục được hay không và bao giờ thì khắc phục được cái này. Theo lãnh đạo hai bộ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong khâu nhập khẩu, phân phối, cũng như sản xuất xăng dầu ra thị trường. Thương nhân phân phối thì báo cáo ông chỉ là hiện nay quá nhiều, 332 thương nhân phân phối. Tuy nhiên là thương nhân phân phối thì đúng là đây là một cái khâu trung gian. Bởi vì như các ông chỉ biết, đại biểu biết là mỗi một trung gian thì sẽ có một khoản kinh phí phát sinh. Và như vậy còn nhiều khâu trung gian thì gọi cũng là kinh phí phát sinh nó lớn lên, cho nên gọi cũng là giá sẽ cao lên. Vậy thì có những cái thương nhân phân phối là ba không: không kho, không vốn và không cửa hàng. Đấy thì đấy là gọi bây giờ cũng phải tiết giảm cái chỗ này. Ngay sau cái cuộc chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Bộ trưởng Công Thương hồi tháng 3 năm ngoái thì Bộ Công Thương đã lập tức triển khai cái quy trình để mà quản lý theo cái công nghệ. Thì đến giờ này ấy, là đối với các cái doanh nghiệp mà đầu mối kinh doanh xăng dầu và bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2023 thì các doanh nghiệp mà phân phối, thương nhân phân phối xăng dầu cũng đang được áp dụng theo cái hướng này. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đi theo hướng này để làm sao cho cái việc quản lý nó cũng chặt chẽ hơn. Thế rồi hoạt động kinh doanh thì nó cũng minh bạch hơn. Rõ ràng vấn đề minh bạch thị trường xăng dầu, trong đó cùng với tăng quy mô sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu, trao nhiều quyền hơn cho doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu xăng dầu để tạo tính cạnh tranh đang được đặt ra. Đối với các chính sách còn không theo kịp thực tế thị trường xăng dầu, chính phủ cần sớm hoàn thiện pháp luật về xăng dầu, tăng cường dự báo để cung ứng đầy đủ cho thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và hưởng ứng lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023, hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ lữ hành trên địa bàn đã đồng loạt giảm giá dịch vụ sản phẩm áo dài. Trong tháng 3 này, các nhà may đơn vị bán vải phụ kiện áo dài đã triển khai đa dạng hoạt động ưu đãi cho khách hàng. Thống kê đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 128 nhà may áo dài giảm giá từ 5 đến 20%, 36 cửa hàng giảm giá bán vải áo dài phụ kiện từ 5 đến 10% dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh nhà thiết kế cũng tung ra thị trường những bộ sưu tập áo dài độc đáo nhằm nắm bắt cơ hội kích cầu tiêu dùng trong dịp mùng 8 tháng 3 năm nay. Ở lĩnh vực lữ hành, hầu hết doanh nghiệp đã bổ sung thêm hoặc thiết kế hàng loạt tour mới có nội dung gắn với hình ảnh táo dài Việt Nam, giảm giá tour, giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài. Thưa quý vị, liên quan đến vụ thuyền chở khách lật trên sông Đồng Nai khiến một phụ nữ mang thai 3 tháng tuổi tử vong, sáng nay mùng 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Trinh 28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trinh là thuyền trưởng chở khách. Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 5 tháng 2, thuyền chở khách ký hiệu DN1228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Trinh điều khiển chở theo 12 người từ hướng Chùa Phước Long đến Bến Đò Xưa, thành phố Biên Hòa để trả khách.
Khi ra đến km 31 cộng 600 trên sông Đồng Nai thì bị va chạm mạnh với xà lan chở container, khiến thuyền lật nghiêng bên trái và chìm xuống sông Đồng Nai. Toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi, đang mang thai 3 tháng, không may tử vong do đuối nước. Theo một số nhân chứng trên thuyền, chính lái thuyền chở khách điều khiển chạy ẩu. Xà lan di chuyển chậm thì thuyền chở khách đâm vào khiến lật, chìm xuống sông. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi các địa phương còn nhiều vướng mắc chật vật trong bàn giao mặt bằng phục vụ tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam, thì thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là điểm sáng với tiến độ giải phóng mặt bằng đạt gần 92%. Có được kết quả đó là nhờ quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể với những giải pháp cụ thể, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nhân dân nhất trí, đồng lòng cùng vui vẻ thực hiện. Phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa phối hợp với Ban Nhân dân các thôn cùng hội đoàn thể đo đạc kiểm đếm gần 400 thửa đất, đến nay đã giải ngân gần 90%. Trong quá trình triển khai, mọi vấn đề đều được đưa ra họp bàn cụ thể với nhân dân và cán bộ đảng viên, đoàn viên phải là những người gương mẫu đi đầu thực hiện. Đường cao tốc Bắc Nam là chính sách lớn của đảng và nhà nước, cho nên là cách vận động của mình đã trực tiếp với nhân dân, cho nên thống nhất là với cái vai trò là sau này là cái đường đó là đường trọng điểm của cao tốc, là phục vụ chung của xã hội, cho nên là dân vẫn đồng tình hưởng ứng trong cái việc coi như là giải phóng mặt bằng. Dự án cao tốc Bắc Nam qua địa phận các xã An Phú, Hòa Kiến, Bình Kiến và phường 9, thành phố Tuy Hòa có tổng chiều dài 8,12 km, ảnh hưởng đến 863 hộ dân, 65 ha đất phải thu hồi. Qua 4 đợt bàn giao mặt bằng, đến nay đã được tổng diện tích 600.352 m2 trên 653.694 m2, đạt 91,84%. Các đơn vị tư vấn đang đẩy mạnh công tác thẩm tra hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để di dời đường dây điện cao thế, hạ thế cùng hệ thống thông tin liên lạc. Chúng tôi xác định đây là một công trình trọng điểm quốc gia, do vậy cái vấn đề mà giải ngân là phải đảm bảo. Do vậy thì chúng tôi yêu cầu là các phòng ban thì tập trung ngay cả bản thân là ngày thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ cũng vẫn đi làm, thì bố trí ngồi giờ làm việc ngồi giờ cho anh em để mà tham gia, để có đủ thời gian để mà thẩm định các cái phương án bồi thường cho nó chặt chẽ. Tránh cái việc mà chi sai đối tượng rồi giải ngân không đúng thì nó ảnh hưởng đến rất là vất vả sau này, rất nhiều thứ. Thực tế cho thấy địa phương nào có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từng cán bộ công chức viên chức nêu cao ý thức, trách nhiệm bằng những phần việc cụ thể, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng dự án, thi công giải phóng mặt bằng sẽ được thuận lợi và nhanh hơn. Đây chính là chìa khóa mở nút thắt, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đường cao tốc Bắc Nam vào năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, tại mục 2 điều 89 của Luật Đất đai nêu rõ, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đây là nguyên tắc và cũng là chủ trương đúng đắn của Chính phủ. Tuy nhiên, trong thực tế, người dân bị thu hồi đất thường bị thiệt thòi, cuộc sống bị ảnh hưởng sau khi đã thực hiện nghĩa vụ bàn giao đất, tạo mặt bằng sạch để thi công các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. Gia đình chị Trần Thị Phương là một trong nhiều hộ thuộc diện giải tỏa để triển khai dự án đường cao tốc La Sơn – Túy Loan. 4 năm trước, gia đình chị Phương chuyển về khu tái định cư tại thôn Gian Bí để ở, tưởng chừng sẽ an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới. Thế nhưng khi bắt đầu làm nhà thì đất nền toàn đá, khó làm móng, còn chăn nuôi trồng trọt thì vô cùng khó khăn. Mình phải đổ đất thê xe múc đất để mà đổ đất vô mới trồng được mấy cái cây cối, không là không được đấy, vì đá không nè. Đất mà đằng sâu hắn cao hơn đằng trước, cái mình làm cái chi muốn chăn nuôi sưởng chảy nước xuống là nhớp hôi bên đằng trước nhà. Nằm trong vỉa 50 mét dài tỏa hai bên đường Nguyễn Tất Thành, vợ chồng anh Nguyễn Đức đang cân nhắc việc giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Bởi theo anh Đức, hiện nhà anh đang ở mặt tiền, làm ăn thuận lợi, trong khi phương án bố trí vào khu tái định cư thì chắc chắn thu nhập từ nghề làm tóc của hai vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Vợ chồng ở đây kinh doanh cũng phải là mấy năm rồi, mà trừ như lồn như đứa mà đi đường Nam Bắc Nam thì ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình và con cái.
Mới đây tại hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo đất đai sửa đổi do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng cần có một đánh giá cụ thể về tác động của dự án đối với cuộc sống của người dân, kể cả khi dân không thuộc diện di rời. Những cái thiệt thòi, những cái thiệt hại cho những cư dân ở trong vùng chịu sự tác động của dự án đó, chí ít là một quy định mang tính nguyên tắc cho vấn đề này và giao cho chính quyền địa phương cấp tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trong cái việc bố trí cái nguồn kinh phí này để phục vụ cho cái việc hỗ trợ tái định cư. Thực tế cho thấy, cuộc sống của người dân khi thay đổi môi trường sống đều có ít nhiều gặp khó khăn nhất định. Việc triển khai dự án với mục đích phục vụ phát triển kinh tế xã hội là điều cần thiết, nhưng cần cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm kế mưu sinh của người dân. Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho hoạt động ngoại khóa, rèn luyện chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thực hiện hoạt động giáo dục 5 ngày một tuần đối với học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn từ ngày 13 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang thực hiện hoạt động giáo dục 6 ngày một tuần, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp, sắp xếp bố trí đội ngũ cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức các hoạt động giáo dục 5 ngày một tuần, yêu cầu bảo đảm dạy đủ chương trình, không dồn ép, đúng thời gian theo kế hoạch năm học. Đối với các trường đang thực hiện hoạt động giáo dục 5 ngày một tuần, khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học để trải nghiệm hướng nghiệp, rèn kỹ năng sống cho học sinh vào ngày thứ bảy, nhưng phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và đặc biệt là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin dự thảo kế hoạch tuyển sinh năm nay. Sau đây là các mốc thời gian chính mà thí sinh cần lưu ý về kỳ tuyển sinh năm nay. Về thời gian tổ chức xét tuyển thẳng, thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các trường trước 17 giờ ngày 30 tháng 6. Ngày 5 tháng 7, cơ sở đào tạo hoàn thành việc xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống. Từ ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 8, hoàn thành xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có. Đến 17 giờ ngày 4 tháng 7, các trường hoàn thành công tác xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống. Về thời gian đăng ký xét tuyển chung trên hệ thống, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7, các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Đến 17 giờ ngày 22 tháng 7, các trường hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống, trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe nếu có. Từ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 5 tháng 8 là thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các cơ sở đào tạo hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17 giờ ngày 14 tháng 8. Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống vào 17 giờ ngày 30 tháng 8. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Chuyển sang các tin tức về văn hóa. Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an mùng 8 tháng 3 năm 1983, mùng 8 tháng 3 năm 2023, tối qua mùng 5 tháng 3 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị tổ chức Liên hoan Dân vũ, Vũ điệu tháng 3, trao giải cuộc thi viết thi ảnh online Tự hào Người nữ chiến sĩ Công an Nhân dân. Cuộc thi viết thi ảnh online Tự hào Người chiến sĩ Công an Nhân dân có số lượng bài thi nhận về là hơn 1.000 tác phẩm thuộc nhiều thể loại của nhiều tác giả đến từ mọi miền của Tổ quốc, thu hút nhiều cán bộ chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, nhà báo ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia. Thông qua các tác phẩm, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau trong mối quan hệ với đồng chí, đồng đội, với gia đình, với công việc, với nhân dân.
Ngoài ra, chương trình giao lưu văn nghệ Vũ điệu tháng 3 còn là hoạt động quan trọng mang đậm màu sắc giới, là cơ hội để cán bộ hội viên giao lưu, học hỏi, tăng cường sức khỏe, thể hiện bản lĩnh, tài năng, sáng tạo, đã tập trung đầu tư thời gian, trí tuệ, tăng cường luyện tập dự thi, và thành quả là những tiết mục đầy màu sắc sáng tạo. Di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm đình Hương Canh thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc mới đây được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Di tích bao gồm 3 ngôi đình cổ là đình Hương Canh, đình Tiên Canh và đình Ngọc Canh. Trong đó, nghệ thuật kiến trúc của Cụm đình Hương Canh đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ dân gian. Tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc đình làng Bắc Bộ được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Ngày nay, Cụm đình Hương Canh là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội cùng các trò diễn dân gian địa phương. Hàng năm, dân làng thường tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công đức to lớn của các vị anh hùng có công với đất nước. Nhật Bản và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Chính những nét tương đồng về văn hóa, con người đã tạo nên mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước trong 50 năm qua. Năm 2023 kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, để ghi đậm dấu ấn trong nhiều năm quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức và diễn ra nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước ngày càng thắt chặt và hiệu quả. Trong những năm gần đây, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt. Bên cạnh những trao đổi giao lưu hợp tác về kinh tế chính trị, văn hóa cũng là một trong những mặt mà hai nước quan tâm, bởi Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng khi đều là những quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc. Quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Bên cạnh mối quan hệ tin cậy chính trị đặc biệt, còn là nền tảng sâu thẳm của sự tương đồng gần gũi, sự thấu hiểu giữa nhân dân hai quốc gia. Chính vì thế, trong dịp này, tôi mong muốn tạo ra những cơ hội để người dân hai nước thấy rõ sự gần gũi tương đồng về mọi mặt, trong đó sâu sắc nhất chính là văn hóa. Có thể nói các sự kiện giao lưu văn hóa giữa hai nước chính là phương tiện tốt nhất để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển lâu dài. Sân khấu Kimono Fashion Show vừa diễn ra mới đây là sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia sau 2 năm các hoạt động văn hóa bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới khán giả bức tranh đa màu sắc của hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản thông qua hai bộ quốc phục áo dài và kimono. Từ lâu tôi đã được nghe và tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Văn hóa Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là tà áo dài của người Việt đã mang đến cho tôi nhiều cảm hứng, thôi thúc tôi thiết kế nên những trang phục từ chất liệu kimono quen thuộc. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh và vui mừng khi là người mang đến sự cảm động và hào hứng cho người xem khi họ tham gia chương trình của mình. Tôi kỳ vọng rằng là cái fashion show kimono áo dài này sẽ có thể tôn vinh được trang phục phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Nhật Bản của hai phụ nữ của hai quốc gia, những nét đẹp tinh tú cũng thể hiện được đó chính là văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Và cũng kỳ vọng rằng đây là một sự kiện để có thể mang lại nhiều cái hoạt động mà bên lề sẽ có ý nghĩa trong cái sự hợp tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản đang trong quá trình quan hệ tốt đẹp. Dù đã có rất nhiều sự kiện giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhưng sân khấu Kimono Fashion Show vẫn được xem là chương trình có ý nghĩa đặc biệt bởi nó mở đầu cho hàng loạt các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội đầy ý nghĩa trong năm 2023, năm đánh dấu mối quan hệ hợp tác hữu nghị tròn 50 năm. Sự kiện trở thành biểu hiện sinh động nhất của giao lưu văn hóa hai nước, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần nâng tầm quan hệ chính trị, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.